Ngày 6 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ hỗn chiến khiến một người tử vong. Các bị cáo có mâu thuẫn trong việc quen bạn gái nên hẹn đánh nhau. Các bên mang hung khí đi hỗn chiến, một người nhảy xuống sông rồi thiệt mạng, hai người lãnh án về tội giết người. Theo cáo trạng, Kim Thanh Trúc như một người tên nam, chưa đổi nhân thân, có mâu thuẫn với nhau trong việc quen bạn gái. Ngày 26 tháng 11 năm 2022, Nam nhắn tin trên Facebook tìm Trúc để đánh nhau, NLVN là bạn của Nam. Khoảng 21 giờ cùng ngày, N cùng 8 người khác mang theo hung khí đi tìm trúc đánh. Trong quá trình xảy ra vụ đánh nhau, Nguyễn Hữu Phước dùng dao liên tục tấn công N. Nạn nhân bỏ chạy một đoạn rồi nhảy xuống sông. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2022, người dân phát hiện nạn nhân tử vong trên sông. Trúc và Phước bị công an bắt khẩn cấp. Theo kết luận giám định, nạn nhân tử vong do ngạt nước trên cơ thể có vết thương dưới cằm làm chấn thương đốt sống cổ tủy và có sử dụng ethanol. Hội đồng xét xử nhận định dù bị hại chết vì ngạt nước nhưng với vết thương dùng cổ do hai bị cáo gây ra và sự tấn công cố ý với bị hại là nguyên nhân gây ra cái chết cho bị hại. Trước khi phạm tội, bị cáo trúc chưa đủ 18 tuổi nên chịu hình phạt bằng 3 phần tư đối với người thành niên phạm tội. Nguyễn Hữu Phước 14 năm tù, Kim Thanh Trúc 11 năm tù cùng về tội giết người.